thanh mến chào quý phụ huynh và các em học sinh ở video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sàng eratosthen à, eratosthen thì sàng eratosthen là gì thì đây cái đây gọi là sàng eratosthen ha thì cái sàng này là do ông eratosthen là tìm ra và tại sao cái đây gọi là sàng bởi vì cái này thực chất nó là cái bảng để mà chúng ta lọc ra các số nguyên tố ha cái bảng để mình lọc ra các số nguyên tố thì nó cũng giống như là cái sàn vậy đó các bạn cái sàn là ngày xưa là chúng ta hay dùng để mà mình mình mình, mình lấy thóc lúa ra ha Ví dụ như là những cái máy gạo ngày xưa khi mà chúng ta máy gạo nó còn rất là nhiều thóc trong đó thì ông bà của chúng ta hay dùng cái sàn đó để mà lựa ra những cái hạt thóc được chưa? cho nên là cái sàn này là bắt nguồn từ đó ha. còn cái bảng này cũng vậy, cái bảng này để chúng ta lựa ra các số nguyên tố nha, cho nên gọi là cái sàn và cái sàn này do ông Eratosthen tìm ra, cho nên gọi là sàn Eratosthen. OK. Để tìm các số nguyên tố nhỏ hơn 50, ta làm như sau. À, bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái sàn này vận hành như thế nào. Ha. Thứ nhất là Viết tất cả các số tự nhiên từ 2 đến 50. Viết tất cả các số tự nhiên từ 2 đến 50 các bạn. Thì viết lại nha. Đây. Thầy vừa viết tất cả các số tự nhiên từ 2 đến 50 ha, từ 2 đến 50. Thứ hai là khoanh tròn số 2. Khoanh tròn số 2 các bạn, số 2 đó. Các bạn chú ý là số 2 là số nguyên tố nha. Số 2 là số nguyên tố nên chúng ta khoanh tròn nó ha. Khoanh tròn có nghĩa là mình lấy đó. Khoanh tròn số 2. Rồi gạch tất cả các số là bội của 2 mà lớn hơn 2. Gạch tất cả các số là bội của 2 mà lớn hơn 2. Bởi vì những số là bội của hai thì nó sẽ không phải là số nguyên tố. Được chưa? Bởi vì ví dụ như số 4 đi, nó là bội của hai thì số 4 nó sẽ có một ước là một và một ước nữa là chính nó, có nghĩa là số 4 luôn. Và số 4 nó chia hết cho hai cho nên nó có một ước nữa là số 2. Đó, như vậy thì số 4 sẽ là hợp số ha, chứ nó không phải là là số nguyên tố. Mà cái sàn này là để chúng ta tìm ra số nguyên tố cho nên các số mà không phải số nguyên tố thì mình sẽ gạch bỏ hết ha. Đây các bạn, khoanh tròn số 2, gạch tất cả các số là bội của 2 mà lớn hơn 2. Thì bội của 2 sẽ là những số chẵn. Được chưa? Số chẵn này các bạn. Như vậy thì có nghĩa là số chẵn là chúng ta bỏ hết nha, mình bỏ hết số chẵn. Đây, các số này là là bội của 2. Các số này là bội của 2. Rồi. Tiếp theo. Khoanh tròn số 3. À, khoanh tròn số 3. Các bạn chú ý số 3 cũng là số nguyên tố. ha Gạch tất cả các số là bội của 3 mà lớn hơn 3. Tương tự như vậy, các số là bội của 3 thì không phải là số nguyên tố. Cho nên chúng ta sẽ gạch bỏ. ha Còn số 3 là số nguyên tố. nha Thì các số là bội của 3 thì các bạn chỉ việc đọc bằng của chương ra rồi các bạn gạch thôi. ha 3 x 1 là là 3. Nhưng mà lớn hơn 3 nha thì 3 x 2 là 6, 3 x 3 là 9. 3 x 4 12, 3 x 5 15, 3 x 6 là 18, 3 x 7 21, 3 x 8 là 24, 3 x 9 27, 3 x 10 30. Rồi tiếp tục nhân với 11. Hay nói khác là chúng ta cứ việc cộng 3 vào là chúng ta gạch. Cộng 3 vào, cộng 3 vào, cộng 3 vào ha. Rồi mình cộng 3 vào, cộng 3. Rồi cộng 3. Ok. Mình xong bước thứ ba. Bước thứ tư, khoanh tròn số 5 gạch tất cả các số là bội của 5 mà lớn hơn 5 đó tương tự như vậy các bạn số 5 của chúng ta là là số nguyên tố ha cho nên mình khoanh để mình lấy đó rồi sau đó những số là bội của 5 mà lớn hơn 5 thì chúng ta sẽ gạch bỏ thì mình biết rằng là bội của 5 sẽ là những số mà chia hết cho 5 mà những số chia hết cho 5 là những số tặng cùng bằng 5 và 0 đúng không các bạn đây tặng cùng bằng 5 gạch 5 gạch 5 gạch được chưa? Táng cùng bằng 0 gạch 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 đã gạch hết rồi. Ok. Tiếp tục bước thứ 5. Khoanh tròn số 7, gạch tất cả các số là bội của 7 mà lớn hơn 7. Tương tự như vậy, số 7 cũng là số nguyên tố ha. Số 7 cũng là số nguyên tố. Bây giờ chúng ta sẽ khoanh tròn các số là bội của 7, bởi vì bội của 7 thì không phải là số nguyên tố nữa rồi, nó là hợp số nên mình bỏ. Mình cũng đọc bằng cứ dương ra, 7 x 1 là 7 mà số 7 mình không có gạch ha, bởi vì lớn hơn 7 mình mới gạch. 7 x 2 14, 73, 21, 74, 28, 75, 35, 76, 42, 77, 49. À, ok. Và bước cuối cùng các bạn là các số không bị gạch trong bảng đều là số nguyên tố. À, có nghĩa là những số còn lại mà mình không gạch sẽ là những số nguyên tố. Như vậy thì đây, những số này chúng ta không gạch. ha Những số này không gạch, không gạch. Đây, đó dễ không các bạn rất là dễ thôi đúng không đó một khám phá rất là vĩ đại ha rất là dễ để mà chúng ta tìm ra các số nguyên tố và cũng rất là hữu ích nếu mà các bạn nhớ được các số nguyên tố này ha rất là tốt các bạn mình sẽ ứng dụng trong một số bài tập sau này nha đó thì chúng ta đã tìm hiểu xong cái sàn Erato Stein. Thì bây giờ các bạn sẽ làm cái bài tập này ha. Hãy sử dụng sàn Erato Stein để tìm tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn 100. Đó. Thì tương tự tương tự như thầy vừa làm thì các bạn cũng sẽ làm một cái bảng từ số 2 tới số 100 rồi các bạn gạch bỏ để các bạn tìm ra được các số nguyên tố ha mình đọc nốt cái này nha các bạn các số nguyên tố nhỏ hơn 50 là à, lúc này là những số mà thầy vừa khoanh tròn ha 2, 3, 5, 7 11, 13, 17, 19 23, 29 31, 37 41, 43, 47 số nguyên tố nhỏ nhất là số 2 và đó là số nguyên tố chẳng duy nhất được chưa đây là số nguyên tố chẳng duy nhất và là số nguyên tố nhỏ nhất luôn ha duy nhất nha các bạn số số hai các đặc biệt ha số nguyên tố của chúng ta là toàn là số lẻ không chỉ có duy nhất một số 2 là số chẵn và số 2 cũng là số nguyên tố nhỏ nhất không có số nguyên tố lớn nhất nha các bạn không có số nguyên tố lớn nhất bằng cách tương tự như thế ta có thể lọc ra tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn một số tự nhiên n cho trước cách làm đó được gọi là sàng eratosthenes ha rồi các bạn sẽ làm phần này ha, làm phần này. Rồi, sẵn chúng ta tìm hiểu về ông này luôn các bạn. Eratosthenes là nhà bác học, địa lý học, thiên văn học người Hy Lạp. Ông là người đã nghĩ ra hệ thống kinh độ, vĩ độ và cũng là người đầu tiên tính được kích thước của trái đất. Nào, ông này là tính được kích thước của trái đất. Ông đây các bạn, ông đây. Và ông sinh năm 276, mất năm 194 trước công nguyên thì các bạn sẽ thắc mắc là tại sao lại cái năm mắt thì lại nhỏ hơn năm sinh các bạn ha, năm mắt lại nhỏ hơn năm sinh thì do là trước công nguyên trước công nguyên thì các năm đó được đếm ngược lại ha được đếm ngược lại nha rồi sau công nguyên sau công nguyên chúng ta mới đếm xuôi là một hai ba bốn còn các năm trước công nguyên là đếm ngược lại có nghĩa là năm 276 rồi tới năm 275 tới năm 274 tới 273 ha. Thì ông sinh năm này và mất năm này trước công nguyên. Rồi, chúng ta đã tìm hiểu xong sàn Eratosthenes. Và các bạn về nhà làm thử phần này. Rồi, hẹn lại các bạn ở video sau. Thầy An chúc các bạn học tốt.